chương trình ẩm thực ngày nay với Hương Thơ, Thu Hương. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ẩm thực ngày nay được phối hợp giữa Sài Gòn TV và công ty Quốc Việt Foods, là một trong những công ty sáng chế và sản xuất những cái thực phẩm dành cho người Việt Nam được hải ngoại, rất là nổi tiếng ở hải ngoại. Và những cái đặc sản của sản phẩm của Quốc Việt Foods được người tiêu dùng trong và ngoài nước rất là ưa thích, vì cái lý do là nhanh, ngon, bổ dưỡng và tiết kiệm rất là nhiều thời giờ. Và với mục đích của ẩm thực ngày nay, xin mời Thu Hương trình bày cho quý vị khán giả lần đầu tiên coi show của mình. Vâng, đây là show thứ hai của chương trình ẩm thực ngày nay. Thu Hương rất là cảm ơn các chị, các quý vị thính giả, khán thính giả đã góp ý gọi cho Thu Hương tại công ty 714-283-3663 extension 321. Thì hy vọng là cái show thứ hai này Thu Hương và Hương Thơ sẽ làm tốt hơn show thứ nhất. Thưa quý khán giả và Hương Thơ, ngày hôm nay thì cái show nhất thì hai chị em đã nấu cái món bún mọc của miền Bắc, và cái show này thì nghĩ là mình sẽ đi đến miền Trung đi nhá, mình sẽ dắt khán thính giả vừa từ Bắc Trung Nam. Thì cái show thứ hai này Thu Hương sẽ hướng dẫn chia sẻ với lại quý khán giả cái món bún bò Huế và nấu với cốt bún bò Huế Quốc Việt, rất nhanh, rất ngon và rất tiện. Quý vị thấy đó, nguyên liệu không có nhiều. Bây giờ Thu Hương mời Hương Thơ nói về bún bò Huế đi, để cho quý khán giả biết là bún bò Huế. Vâng, trước khi mà Hương Thơ nói về bún Huế thì cái mục đích của show ẩm thực ngày nay của Sài Gòn TV phối hợp với công ty Quốc Việt Food, với mục đích chúng tôi nấu những cái phương thức rất là giản tiện, nhanh gọn, với sự hỗ trợ của cốt cô đặc của Quốc Việt Food Company, với giúp đỡ cho những phụ nữ ngày nay phải gọi là đảm việc nhà và giỏi việc nước. Nói một cách nghĩa bóng là chúng ta phải lo những việc ngoài xã hội, đi làm, nhưng mà về nhà vẫn lúc nào cũng có một bữa ăn tươm tất cho chồng con, cho gia đình. Nên mục đích là chúng ta sẽ chỉ những cái phương cách rất là dễ dàng, dễ thực hiện nhưng vẫn không kém phần gọi là ngon lành và bổ dưỡng. Và thưa quý vị, bún bò Huế còn gọi là bún bò giò heo, phải không? Dạ vâng. Ngày xưa là chỉ có giò heo thôi, sau này còn có thêm chả cua rồi huyết rồi gân bò. Gân bò, vâng. Và cái món đây, bún bò Huế là một cái món ăn nổi tiếng của xứ Huế. Hương Thơ được biết là nó là được gọi là một trong 12 cái món ăn Việt Nam được xác lập kỷ lục châu Á năm 2012. Wow. Và vâng. Vâng, và sau đây chúng tôi sẽ mời Thu Hương nói với khán giả của chúng ta, muốn thực hiện cái món này thì cần những nguyên liệu như gì? Dạ vâng, để tiếp lời, trước khi trả lời câu hỏi của Hương Thơ, Thu Hương xin tiếp lời với lại Hương Thơ rằng là cái món bún bò Huế này không phải là mình nấu ăn bún bò Huế, nhưng cũng là một cách mình hướng dẫn con em của mình thưởng thức những cái món ăn thuần túy, quốc hồn, quốc túy của người Việt Nam, bằng cách là cho con em mình ăn các món ăn Việt Nam. Tự nhiên các em trở về nguồn hồi nào mình không biết các chị ạ. Cho nên bún bò Huế này rất là ngon, là một cái món mà của người miền Trung. Và nếu mà nấu bún bò Huế đó thì quý vị chỉ cần một cái lon cốt bún bò Huế Quốc Việt. Và nguyên liệu khác là quý vị cần gì? Quý vị cần có bò bắp nè, cần có chân giò nè, rồi cần có giò lụa nè. Rồi ngoài ra thì mình phải mua bún bò Huế khô về mình luộc, hành, rau răm, không có hành lá nha quý vị, hành, rau răm và bắp chuối. Thì bắp chuối bên này nó rất là hiếm mà nó rất là đắt, cho nên Thu Hương sẽ mua bắp cải tím và bắp cải trắng. Bắp cải tím là bào mỏng và bắp cải trắng bào mỏng. Nhiều khi quý vị làm bắp chuối con em mình không biết ăn đâu, cho nên mình phải làm những cái nguyên liệu nào mà nó rất là phổ biến và thông dụng ở bên đây, để cho con em mình nó không ngại và nó sẽ thử hết. Và có nhiều khi các em học xa, các em cũng có thể nấu những món ăn thuần túy của người Việt Nam mình mà không cần đến mẹ hoặc là ông bà. Yeah. Và cái món này, đặc điểm của món bún bò Huế là chúng ta dùng cái bún to. Yeah. Và cái ớt sa tế, bỏ cái mùi cay của ớt sa tế, mùi thơm của sả. Nhưng mà Hương Thơ và quý vị có biết không, ngày xưa đó, lúc mà mới ra bún bò Huế nè, cái Thu Hương đi demo thì có nhiều bác người Huế, bác người Huế nói là tôi không tin, là tại vì tôi nấu bún bò Huế là cực lắm, phải hầm xương này nọ, mà bây giờ nói bún bò Huế mà nấu với cốt bún bò Huế Quốc Việt này thì rất nhanh. Nhưng mà bây giờ Hương Thơ và quý vị biết, Quốc Việt Food có rất nhiều quý khách người miền Trung, người Huế, mà đặc biệt các chị có nói là
tôi chỉ có một cái món Huế, bún bò Huế ngon, nhưng mà tôi đâu có nấu cái gì, tôi chỉ cần một cái lon cốt bún bò Huế Quốc Việt, thêm một chút xả và thêm một chút ruốc Huế. Ai cũng hỏi tôi là bí quyết gì, nhưng mà bí quyết là cốt bún bò Huế Quốc Việt. Thưa Hương rất cảm ơn các khách, quý khách của Quốc Việt từ miền Trung, người Huế đã sử dụng cốt bún bò Huế Quốc Việt với món ăn đặc sản của miền Trung của mình. Nói đến đây thì Hương Thơ xin bật mí quý vị là ông xã Hương Thơ cũng là người Huế. Và nhờ có cái hộp này nè, mà ông xã Hương Thơ có lần Hương Thơ nấu ở nhà, ông nói: "Ủa, em học bún bò Huế hồi nào mà sao ngon với giống bún bò Huế ở quê nhà quá vậy?" Thì ngay bây giờ mình phải làm ngay đi để cho quý giả, khán giả khỏi nôn nóng chờ đợi. Dạ vâng, trước tiên đó quý khán giả biết không, là cái Thu Hương sẽ phải nấu nước sôi để Thu Hương trần sơ chân giò nè. Trần sơ chân giò và trần sơ bắp bò nhá. Ok, bây giờ đây là cái nước này đã đóng sẵn rồi, Thu Hương sẽ là cho vào đây. Bún nhanh thì mình cứ lấy nước nóng bỏ vào phải không? Dạ. Thì mình để nước lạnh mà mình tốt thời gian. Vâng. Chúng tôi sẽ dùng bất cứ mọi phương pháp nào để làm cho thời gian chúng ta thực hiện bữa ăn nó nhanh hơn. Và cho một tí muối vào nha quý vị. Rồi, xong rồi, Thu Hương sẽ có ở trong cái lon cốt bún bò Huế này, nó có xả rồi, nhưng mà nhiều khi xả thì rất là dễ, cũng phải cho thêm một bó xả, nhưng cái này mình chỉ trộn thịt thôi, mình cho bó xả để mình khử cái mùi của cái chân giò. Đây, cho bó xả vào và đợi nước sôi. Mà nghe nói bún bò Huế càng nhiều xả càng ngon. Ngon dạ. Đây là trong thời gian mà Thu Hương đang đợi nước sôi đó, thì Thu Hương xin mở cái lon này ra cho quý vị thấy nha. Đây là cái lon này nó có cái siêu lại, và quý vị mở ra. Trong đây nè quý vị, vừa có xương bò nè, vừa có xả nè, vừa có mắm nè, vừa có bầu điều nè, vừa có hành phi. Chỉ một cái lon này thôi mà quý vị được tiết kiệm được rất nhiều thứ, mua một xíu này một xíu kia. Trong đây đã có hết cho quý vị rồi. Nhiều người họ không ăn, họ không có ngửi được cái mùi ruốc á. Dạ. Trong đây nó có sẵn rồi, mình không phải lo ngại. Dạ vâng. Mở cái hộp ruốc ra mà mùi nó rất là nồng nàn. Vâng. Và mình nếu mình mở ra như vậy thì mình dùng được bao lâu ạ? Thưa Hương Thơ và thưa quý vị thính giả, nếu mà mở ra như vậy rồi nè, quý vị để phòng mát lạnh ở room temperature, quý vị có thể sử dụng được 3 năm từ cái ngày sản xuất. Nhiều người nói tại sao cái lon này không có chất bảo quản mà tại sao sử dụng được 3 năm? Trong thời gian chờ đợi thì Thu Hương xin phép được chia sẻ với Hương Thơ và quý vị. Đúng, cái lon cốt, tất cả các loại cốt cô đặc của công ty thực phẩm Quốc Việt hoàn toàn không có chất bảo quản. Nhưng tại sao sử dụng được tới 3 năm mà không cần để tủ lạnh? Quý vị đừng cho nước vào, đừng để ở chỗ nóng thì không bao giờ bị hư. Quý vị biết rằng là vi khuẩn sống bằng gì? Nó cũng như con người, nó sống bằng nước nè, không khí nè và đồ ăn. Nếu mình lấy đi một trong ba cái đấy thì vi khuẩn nó sẽ không có bao giờ nó sống được. Trong đây không có nước nha quý vị, và trong đây mình để ở phòng mát lạnh, và mỗi lần mình dùng mình lấy một cái thìa muỗng khô mình xúc ra một cái muỗng và mình để phòng mát lạnh thì không bao giờ vi khuẩn nó sống được. Và ngoài ra quý vị biết ông bà ta ngày xưa có nói rằng là ướp những cái chất bảo quản tự nhiên là muối và đường. Nếu mà Hương Thơ và quý vị mà ướp cá, phơi cá khô mà có muối để rất lâu, mà nếu mà mứt mà có đường cũng để rất lâu. Trong đây ngoài không có nước còn có muối và đường, đó là một chất bảo quản thiên nhiên mà ông bà ta đã để lại cho chúng ta. Vì thế cho nên cốt cô đặc của Quốc Việt không có chất bảo quản nhưng cũng có thể giữ được tới 3 năm. Và nói đến bún bò Huế thì mỗi lần Hương Thơ về Huế đó, Hương Thơ thấy có những bác hay mấy cô gắn những cái bún bò Huế bán rất là nhanh, mà thực sự người Huế để ăn một cái tô nhỏ thôi chứ không có bự như tô phở của mình. Dạ vâng. Ok, về chắc nước thì sôi rồi. Vâng, và đây là nước bây giờ đã sôi rồi nha. Đây đó, nước đã sôi rồi. Rồi bắt đầu bây giờ Thu Hương sẽ cho thịt bò bắp vào trước và Thu Hương trần trước. Vì Thu Hương không muốn cho chân giò trước, và tại vì cái chân giò nó sẽ có một cái mùi của chân giò. Đây, cho bò bắp vào trước trần. Và cái đặc biệt giữa cái bún bò Huế là cái nãy Hương Thơ nói là cái bún nó to hơn và thịt nó cũng cắt to bản hơn. Dạ, lý vâng. Do tại sao vậy Thương Hương nhỉ? Thương nghĩ rằng là tại vì cái bún nó cộng nó to thì miếng thịt làm sao mà nó cũng to bản nhưng mà cắt mỏng thôi, để mà mình ăn vào một cái miếng bún nó hòa quyện giữa thịt và bún đó, mà cái thịt mình phải luộc thật là mềm nha quý vị, và mình cắt mỏng.
lát nữa Thu Hương sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm từ bản thân mình, làm thế nào mà thịt bò mình luộc mà nó mềm mà nó không có bị đen. Quý vị, lát nữa quý vị chịu khó theo dõi Thu Hương và Hương Thơ trong chương trình ẩm thực ngày nay. Còn Hương Thơ đoán là tại vì có một cách nấu vùng Huế là cắt thịt ra xong lát họ người Huế họ còn xào riêng với một cái cốt, cái làm cho một cái cốt riêng, là bỏ thêm cái cốt bún bò Huế thì nó sẽ săn lại là vừa, chứ mà cắt nhỏ quá thì nó lại teo hết. Vâng, cái cách mà chị Hương Thơ nói là Thương cũng biết nữa, nhưng hôm nay là Thương sẽ luộc nguyên một miếng bò bóc, nhưng mà cái show sau thì Thương sẽ làm theo cách chị Hương Thơ mà cái chị bạn người Huế của Thương có chia sẻ, cái đó là gọi là bún sáo, bún bò sáo, bún bò sáo. À, rất là nhanh chị Hương Thơ. Hương Thơ và quý vị khán giả, bún bò sáo rất là nhanh. Quý vị chỉ cần một cái miếng thịt bò filet mignon hoặc là miếng tri-tip, bất cứ thịt bò nào. Nhưng mà hôm nay cái show đầu tiên Thu Hương muốn dạy, chia sẻ với quý vị cái cách làm bún bò Huế với thịt bò bắp và chân giò. Rồi nè Hương Thơ, thấy chưa, bây giờ là sôi rồi nha. Mình để cho nó sôi khoảng 5-10 phút thôi. Bắt đầu mình lấy ra, mình sôi ha, cho 5-10 phút cho nó bớt đi cái nước máu của cái miếng thịt bò bắp đó, rồi để mình làm cho cái nước lèo của mình nó trong, và khi đó mình lấy ra mình bỏ vào trong nước lạnh để cho mình rửa cái miếng bò bắp đi, rồi để cho mình rửa sạch rồi mới bắt đầu mình mới hầm nha quý vị. Rồi tiếp theo là Thu Hương sẽ bỏ mấy cái chân giò vào nha. Ok, bây giờ Thu Hương bỏ chân giò vào nha quý vị. Tại sao mình không có luộc chung với nhau? Tại vì cái chân giò là thịt heo, nó có cái mùi oi của thịt heo, và Thu Hương không có muốn nó dính vào thịt bò bắp. Rồi bắt đầu cái chân giò mình bỏ vào nè. Mình để cho chân giò nó sôi khoảng 10 đến 15 phút, rồi mình cũng vớt ra và mình rửa sạch. Bây giờ Thu Hương sẽ rửa qua cái miếng thịt bò này. Bắt đầu nè, mình rửa cái thịt bò này cho nó sạch đi. Để một chút nữa mình sẵn sàng cái nước để mà mình hầm thịt bò. Ok, rồi thịt bò Thu Hương đã rửa sạch rồi nha. Thu Hương để qua đây để chuẩn bị để mà mình luộc. Rồi bây giờ trong thời gian chờ đợi chân giò cho nó sôi lên, cho nó sôi bùng lên khoảng 5-10 phút thôi quý vị. Lúc nào cũng phải có bó xả, xả làm tăng cái hương vị của món bún bò Huế, phải không? Vâng, nhưng mà cái nước này là mình sẽ đổ đi nha. Mình không bao giờ mình lấy cái nước của chân giò. Một lát nữa chân giò đó, Hương Thơ biết không, Thu Hương sẽ nấu riêng ra. Vì Thu Hương cái chân giò Thu Hương thấy nó không có thơm mà nó cũng không có ngọt gì hết. Nó sền sệt. Nó sền sệt, nó làm cho cái nước lèo của mình nó không có nhìn, không có hấp dẫn. Cho nên cái chân giò này là cái này mình sẽ vớt đi và mình sẽ lấy nước khác và mình nấu chân giò nha quý vị. Thịt thà nào cũng nên trần một nước cho nó sạch. Dạ vâng, nhất là đặc biệt là thịt heo đó, Hương Thơ, bắt buộc mình phải trần qua nước sôi để cho nó bớt đi cái mùi oi của mùi heo. Món bún bò Huế tuy là xuất phát ở Huế nhưng bây giờ nổi tiếng khắp ba miền. Dạ, dạ. Ngay cả hải ngoại này là lúc là món ưa chuộng của người Bắc, người Nam, người Trung luôn. Mà ngay cả những người như là người Lào, người Campuchia hoặc là người Korean, người Korean, người Đại Hàn, người ta cũng rất thích món bún bò Huế bên cạnh cái món phở. Để mà biết tiết lộ cho Hương Thơ và quý vị biết rằng là cốt bún bò Huế quốc Việt đã sử dụng trong các hệ thống nhà thương, rồi các trường học mà của người bản xứ, và đặc biệt là những cái nơi mà cơ sở, những cái chỗ mà giải trí đều có sử dụng cốt bún bò Huế quốc Việt. Và bây giờ nè, Thu Hương sẽ vớt ra nha quý vị. Thu Hương vớt ra và Thu Hương. Trong khi chờ đợi Thu Hương vớt ra thì chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại để bảo trợ cho đài, và sau đó sẽ tiếp tục trở lại với chương trình ẩm thực ngày nay với Thu Hương và Hương Thơ để tiếp tục chỉ dẫn quý vị cách nấu bún bò Huế với cốt bún bò Huế của quốc Việt. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.